Bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng khối không khí lạnh tăng cường nên sáng sớm, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Các khu vực khác đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trên biển, bão số 9 đã suy yếu thành một vùng áp thấp ở phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng tây nam, suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 9. Còn ngay sau đây, mời quý vị và các bạn trở lại với dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước ngày 21 tháng 11. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ. Khu vực vùng núi cao, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 16 độ, đêm và sáng sớm trời rét. Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ. Vùng núi cao, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 17 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày có nắng, trời lạnh. Phía Nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ dao động từ 21 đến 26 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc trời đầy mây, có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to và dông. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 28 độ, phía Nam mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển phía Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ ít mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ. Thưa quý vị và các bạn, khu vực Hà Tĩnh trời đầy mây, có mưa và cảm giác se lạnh. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày 21 tháng 11. Khu vực đồng bằng và ven biển trời đầy mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ dao động từ 21 đến 23 độ, độ ẩm trung bình từ 87 đến 94%, trời lạnh. Khu vực miền núi phía Tây, nhiều mây, có mưa rào, rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 20 đến 23 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 95%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực thành phố Hà Tĩnh, nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 21 đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 87 đến 90%, trời lạnh. Khu vực thị xã Kỳ Anh, trời đầy mây, có mưa vừa đến mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ dao động từ 22 đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 89 đến 94%, đêm trời se lạnh. Vùng biển Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết chuyển mùa, mưa nhiều, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây quả có múi. Hiện các đối tượng sâu đục thân, đục cành, sâu vẽ bùa xuất hiện trên gần 40 ha cây quả có múi. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần thường xuyên thăm vườn, tiến hành đốn bỏ cành bị bệnh để loại bỏ mầm bệnh trong vườn và thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc phòng trừ. Bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ.